Vào năm 1912 có một diễn viên hề tên là Jack đang dần dần bị quỷ giữ chiếm hữu thân xác, sợ rằng nó sẽ sử dụng cơ thể này làm điều ác. Anh Jack liền tìm đến giáo sư tâm linh nhờ ông ấy giúp đỡ, giáo sư mới tạo ra một chiếc hộp và bảo Jack bước vào. Thế nhưng vừa đóng nắp lại thì linh hồn anh Jack đã bị nhốt vĩnh viễn cùng với con quỷ ở bên trong. Nó bèn khơi dậy những ham muốn cám dỗ giáo sư để được đi ra ngoài. Ông liền ước rằng mình sẽ có một đứa con trai, sau đó quay cái tay cầm bên hông chiếc hộp. Con quỷ từ từ trồi lên rồi đi giết chết sáu mạng người. Đây chính là điều kiện để con quỷ thỏa mãn mong muốn của giáo sư, kể từ đó chiếc hộp được nhiều người đồn đại là có thể ban cho điều ước, đổi lại là phải hiến tế đúng 6 mạng người cho con quỷ. Sau nhiều năm trôi nổi trên thị trường đồ cổ chợ đen cho đến ngày hôm nay, cuối cùng có một phụ nữ giàu có mua lại chiếc hộp với giá rất cao từ một tay buôn. Tên bà ta là Giang Lít đang bị ung thư giai đoạn cuối, mặc dù cũng có nghe về giai thoại của chiếc hộp nhưng tay buôn không tin vào chuyện đó, hắn ta chỉ quan tâm đến tiền mà vui vẻ rời đi. Giang Lít lập tức bảo người con trai quay về phòng sau đó bà ta điều chỉnh ký tự trên chiếc hộp, xoay cái tay cầm. Dựa vào bảng chữ quỷ hề nhận ra ước muốn của Giang Lít chính là sự sống, mong vuốt nó liền thò lên chuẩn bị đi lấy sáu mạng người. Bất chợt tay buôn phát hiện mình đã bỏ quên chìa khóa nên quay lại, đột nhiên ánh đèn chớp tắt rồi một bóng đen lướt qua, là ai thế nhỉ? Tay buôn tò mò tiến lại gần xem thử. Giết người xong con quỷ liền kéo thi thể vào trong hộp trước sự chứng kiến của Giang Lít, vòng tròn lập tức quay đến con số 1 sáng hôm sau ega mang bữa sáng lên cho mẹ thì hốt hoảng khi nhìn thấy vết máu lúc này răng lít mới nói hết sự thật cho con trai sau khi quỷ hề giết chết nạn nhân đầu tiên trong người bà đã cảm thấy khá hơn một chút ta hy vọng con giúp ta tìm thêm năm người nữa lúc ấy chắc chắn ta sẽ khỏi bệnh và hoàn toàn khỏe mạnh mặc dù rất là sợ nhưng vì lo cho mẹ nên ega làm chuyện ác nguyên do trang viên này rất là rộng lớn cho nên cần phải có lao công giúp việc ngay lập tức ega tuyển dụng một cô gái đến đây để phụ trách giặt giũ và quét dọn Muốn mở cổng chính này cần phải có chiếc chìa khóa của Ega Gim vào cầu giao điện ở trên tường phía trong trang viên, bao phủ xung quanh là bức tường cao đến 6 mét. Điều kiện làm việc ở đây là phải tuân thủ nguyên tắc, sau 9 giờ tối thì không được đi đâu cả, tuy là có hơi kỳ lạ nhưng mức lương lại khá hậu hĩnh. Cho nên Ami đồng ý ký vào bản hợp đồng, ngoài cô ra còn có hai nhân viên khác nữa là Frank đầu bếp và Janet tạp vụ, cả ba nhanh chóng làm quen với nhau và cười nói vui vẻ sau đó ami định gọi cho bạn trai để báo tin công việc nhưng không được bởi vì nơi đây hoàn toàn không có internet hay sóng điện thoại cô gái ạ khuya hôm đó ega bỗng dưng nghe thấy tiếng cầu cứu của tay buôn nó phát ra từ bên trong chiếc hộp lòng chắc ẩn nổi lên ega lập tức xuống tầng hầm giải cứu tên tay buôn hóa ra chỉ là cơn ác mộng không chịu đựng được sự ám ảnh này ega mang chiếc hộp vào nhà kho cất giữ một lúc sau frank và janet đi vào đây lén lút hẹn hò để mà chút cây bút trì bỗng dưng có tiếng nhạc phát ra làm cô gái mất hứng rồi bỏ đi Frank tức giận liền đi tìm hiểu xem thằng cờ hó nào phá đám mình. Thế nhưng anh chỉ nhìn thấy một chiếc hộp kỳ lạ, thừa cơ hộ này Ega lập tức đóng cánh cửa lại. Frank cứ tưởng rằng là do Janet đang chơi đùa với mình nhưng gọi mãi cũng không ai trả lời. Bên trong chiếc hộp tự động quay cái tay cầm mà người đầu bếp vẫn không hay biết, ánh đèn chớp tắt rồi quỷ hề xuất hiện. Bên ngoài Ega tò mò nhìn qua khai cửa, nhìn thấy ác quỷ kéo anh Frank đi mà kinh hải đến buồn nôn, khi người đầu bếp bị lôi vào trong thì vòng tròn chuyển sang số 2 sau chuyện này ega cảm thấy thật tội lỗi dây dứt lương tâm anh định nói với giang lít là không muốn tiếp tục làm ác nữa thế nhưng trông thấy tình trạng người mẹ đã khá lên nhiều và có thể đứng lên đi lại được anh quyết định quan mẹ nó cái lương tâm để lấy cái lương tháng tiếp tục lấy mạng bốn người nữa giúp cho mẹ mình khỏi bệnh hiện giờ trong nhà thì đã có sẵn hai con mồi tránh để họ nghi ngờ chuyện anh đầu bếp đã mất tích ega bèn mạo danh của frank để ngụy tạo một lá thư thôi việc và tạm biệt mọi người sau đó hắn tìm đến người yêu cũ đang sinh sống ở ngoài thị trấn Hắn nói rằng mẹ mình đang trở nặng khó có thể qua được ngày trăng rằm sắp tới, hy vọng em sẽ nể tình anh mà đến thăm bà ấy lần cuối. Sáng hôm sau cô gái tốt bụng đến trang viên thăm người mẹ. Thế nhưng vừa vào trong nhà thì bất ngờ bị Ega chụp thuốc mê, đến khi tỉnh dậy thì cô gái đã bị trói chặt vào một chiếc ghế. Tại sao tôi đối xử tốt với em như vậy mà em lại muốn quen thằng khác? Ôi giời à, anh có thiểu năng không đấy? Miệng bị bịt chặt thế này thì làm sao mà nói chuyện đây chứ? Mà thôi bây giờ tôi không quan tâm đến câu trả lời của em nữa, hãy trả lời cho cái thằng ở trong chiếc hộp kia kìa. Nói xong Ega liền ra ngoài đóng cửa lại. Sau khi lấy mạng cô gái thì lập tức vòng tròn chuyển sang số 3, bởi vì có lá thư nên Ami và Janet thì không có nghi ngờ gì về sự mất tích của Frank nhân lúc hai người không chú ý ega lấy chai thuốc an thần rồi lén lúc bỏ một viên vào ly nước uống của ami tác dụng của nó làm cho cô gái cảm thấy khó chịu trong người vừa bước lên cầu thang thì bất ngờ trông thấy gã quỷ hề xuất hiện quá kinh hải ami nhanh chân chạy xuống lầu gặp janet với tinh thần vô cùng hoảng loạn sáng hôm sau cô gái kể lại mọi chuyện cho ega và muốn xin thôi việc gã ác nhân mới trấn an ami hãy bình tĩnh chắc là do công việc quá nhiều với lại nơi này không có internet để xem cô gái xấu xí review phim cho nên tâm lý cô có hơi bất ổn đó mà ngay lập tức Ega mời đến một vị bác sĩ để khám sức khỏe cho Ami, hắn ta còn đút lót cho bác sĩ rất nhiều tiền để nhờ bác sĩ đưa lọ thuốc cho Ami uống. Thế nhưng đây là một người có ý đức, anh ta nói rằng Ami hoàn toàn khỏe mạnh nên không đưa lọ thuốc mà đưa tấm danh thiếp cho cô gái. Nếu có gì bất ổn hãy gọi cho tôi, chuyện này làm cho Ega vô cùng tức giận, hắn ta cố tình không mở cánh cổng để cho bác sĩ ra về. Anh đành phải đi xung quanh tìm dụng cụ để phá cửa, vô tình trông thấy nhà kho có một chiếc hộp phát ra tiếng nhạc thật kỳ lạ đang ngưng ngác thì bị Ega xô vào trong rồi đóng cửa. Thế là anh bác sĩ trở thành nạn nhân thứ tư của điều ước cuộc sống life. Cũng may lúc Ega đưa tiền cho bác sĩ thì Janet cũng nhìn thấy cô gái mới kể lại chuyện này cho Ami. Sau chuỗi lại những sự kiện mất tích kỳ lạ, cả hai bắt đầu nghi ngờ nơi này có vấn đề. Ami lập tức xem lại tấm danh thiếp của bác sĩ. Phía sau ghi rằng đừng tin gã Ega, thế là cả hai quyết định sẽ cùng nhau rời khỏi đây trước tiên cần phải lấy được chiếc chìa khóa để mở cổng chính lúc này giang lít đã khỏe hơn rất nhiều bà ta có thể đi lại mà không cần chống gậy thấy mẹ sắp khỏi bệnh ega rất vui mừng tuy nhiên nơi này cũng không thể ở lâu thêm được nữa như thế cảnh sát sẽ biết chuyện vậy thì con sẽ giúp mẹ kết thúc trong đêm nay trong khi đó hai cô gái đang chia ra truy tìm chiếc chìa khóa bỗng dưng janet nghe thấy tiếng nhạc dưới tầng hầm tò mò cô gái đi xuống đây tìm hiểu Mặc dù bị quỷ hề tán một cú nhưng Janet vẫn cố gắng bò lên trên, gã Ega thấy vậy mà cũng lạnh lùng đóng sầm cánh cửa lại. Một lát sau Ami mới phát hiện chị tạp vụ chỉ còn lại cái bàn tay. Đúng lúc này gã Ega lại tìm đến đây, hắn ta vừa vào phòng Ami liền chạy tới khóa cửa nhốt thằng ác nhân ở bên trong, sau đó qua phòng Ega để lấy chiếc chìa khóa cổng chính. Bất ngờ mụ răng lít xuất hiện sau lưng chọc con dao vào bụng Ami khuỵu xuống bệnh tình của mụ giờ đã khỏe được chín phần cho nên để dành con mồi này cho quỷ hề hoàn thành điều ước life nó từ từ chui ra khỏi chiếc hộp phía này ega nôn nóng lo cho mẹ cố gắng phá cánh cửa này thoát ra tiếng ồn đã thu hút răng lít ami liền chóp cơ hội đâm con dao ngược lại mụ ác nhân ngã xuống tiếp theo đó cô gái bồi thêm mấy nhát nữa cái tội thích làm chuyện ác này mụ ra thối hạ gục bà lão xong ami lập tức chạy ra ngoài không may gã quỷ hề đã chặn đường dưới lầu Ami đành phải nấp sang một bên chờ cơ hội. Quỷ hề cua cánh tay cô liền hụp người xuống né đòn, rồi ba chân bốn cẳng chạy cho thật nhanh đến cầu giao ghim chìa khóa vào. Ega cuối cùng cũng phá được cánh cửa chạy qua xem tình hình người mẹ. Trong khi đó Ami đang cố gắng mở cầu giao nhưng lại chưa ăn điện. Chúa ơi giờ phút này mà thằng đạo diễn còn chơi khăm mình nữa. Quỷ hề đang tiến đến rất gần rồi thần linh ơi. Đèn vừa kích hoạt cô liền gạt cần lên mở cổng thoát được quỷ hề trong gang tấc. khi chạy đến gần cổng chính thì không may bị trực chân khuỵu xuống quỷ hề lập tức túm lấy đầu cô gái ami nhanh tay lấy con dao ra đâm vào ngực ác quỷ đau đớn do cầu dao bị phá nên cánh cổng đang từ từ đóng lại thừa cơ hội cô gái cố gắng bò lết ra bên ngoài thành công thoát khỏi quỷ hề trước khi cánh cổng đóng lại không giết được con mồi này quỷ hề đành phải chọn gã ega thay thế mặc dù là ác nhân đã làm nhiều chuyện tội lỗi thế nhưng gã này rất thương mẹ cam tâm chết dưới tay quỷ hề để hoàn thành điều ước life Giang Lít nhờ thế mà có lại được sự sống, Ami cũng may mắn gặp được một người dân tốt bụng chạy đến cứu giúp. Năm năm sau trang viên này đã trở thành trường nội trú Rosewood dành cho nữ sinh cá biệt, Giang Litt thì đã âm thầm trốn khỏi đất nước này. Lúc ra đi bà ta có để lại một quyển sách về giai thoại của quỷ hề trong hộp cho người họ hàng là Harvey, anh ta là một tay giàu có chuyên sưu tầm những cổ vật dị thường. Còn Javen và cha cô lại nợ gã Harvey một khoản tiền khá lớn khó mà chi trả, vì vậy Harvey đã ép buộc Javen phải đi trộm một vật cho hắn gọi là trái tim ánh sáng nếu cô thành công thì tôi sẽ xóa nợ hoàn toàn ngay lập tức. Raven cùng với hai tên đàn em của Harvey đột nhập vào một căn nhà theo chỉ dẫn của Harvey thì nơi này đang cất giữ trái tim ánh sáng. tuy nhiên xung quanh còn có những đồ vật khác rất kinh dị và gây rợn làm cho một người sợ hãi chạy ra ngoài. không may hắn gặp phải chủ nhân căn nhà này chính là một kẻ cuồng sát gã ta lạnh lùng đè tên nhút nhát xuống lưỡi cắt gỗ chết ngay tại chỗ. hai người phía này vẫn đang quan sát sự kỳ diệu của trái tim ánh sáng. bất ngờ kẻ cuồng sát đi ra phóng cây dao ghim vào đầu tên đàn em. Raven nhanh nhẹn lập tức chạy ra ngoài thoát thân. Nhiệm vụ thất bại khiến cho Harvey vô cùng tức giận. Hắn ta muốn cho người xử tử cha của Raven. Xin đừng. Làm ơn hãy cho tôi thêm một cơ hội. Nhất định tôi sẽ thành công mang trái tim ánh sáng về cho anh. Được rồi. Tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội. Tuy nhiên lần này tôi muốn cô lấy một thứ khác đáng giá hơn cả trái tim ánh sáng. Đó chính là chiếc hộp của Jack. Hiện tại nó đang được cất giấu đâu đó trong trường nội trú Rosewood. Quyển sách này sẽ chỉ dẫn cho cô phương pháp tìm thấy nó. Tôi sẽ sắp xếp cho cô có thân phận là một nữ sinh cá biệt. Với lý lịch này cô có thể trà trộn vào trường nội trú một cách hợp pháp, hãy nhớ một điều là đừng nên mở chiếc hộp. Cô hiệu trưởng nói rằng quy tắc ở trường này là không được sử dụng điện thoại trong thời gian học tập, cổng chính sẽ luôn luôn được khóa lại. Nếu ai muốn rời khỏi đây thì phải có sự cho phép của tôi, ngày đầu tiên đi học. Raven làm quen được 5 người bạn có tên là Erin, Victory, Willow, Olivia. Còn tôi là Cara, anh trai này là Dean, con cưng của cô hiệu trưởng. Tất cả đều là thành phần cá biệt nên bị cha mẹ đưa vào đây để được giáo dưỡng và học tập. Tối hôm đó Raven bắt đầu lấy quyển sách ra để đọc chỉ dẫn phương pháp tìm chiếc hộp. Theo như gợi ý trong này thì ở giữa những tấm bìa có một chiếc chìa khóa, nó dùng để mở ra con lạch nhỏ Crypto. Trang kế tiếp thì ghi chép về quyền năng của chiếc hộp, ai là người mở nó ra thì sẽ được ác quỷ thỏa mãn một điều ước, điều kiện đổi lại là ác quỷ phải lấy mạng của 6 người. Đọc đến đây Raven cảm thấy thật buồn cười, không ngờ gã Harvey lại tin vào những chuyện hoang đường như thế này. Sáng hôm sau Raven bèn tra cứu bản đồ để tìm kiếm con lạch nhỏ Crypto nhưng không thấy. Chẳng nhẽ đây là cách nói ẩn dụ của quyển sách, thế là khuya hôm đó Raven cố gắng tìm kiếm manh mối xung quanh nhà. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng, Raven lập tức bỏ quyển sách vào trong tủ đóng lại cẩn thận. Sáng hôm sau Raven tan học trở về phòng thì không thấy nó trong tủ mà lại ở trên bàn. Chắc chắn là ai đó đã lẽn vào đây đọc quyển sách này, nhưng thôi không nghĩ nhiều. Chuyện quan trọng trước mắt là phải mau chóng tìm ra chiếc hộp giao cho Harvey để xóa nợ. Lần này Raven lò mò vào phòng thư viện tìm kiếm, vô tình cô trông thấy một quyển sách có tiêu đề là Crypto Creek. Bên trong tường còn có một lỗ khóa. Nhìn thấy không có ai Raven liền ghim chìa khóa vào vặn một phát thì mở ra một cánh cửa mật đạo. Đi vào trong Raven phát hiện chiếc hộp được cất giữ ở đây, cô gái vui mừng mở xiên xích nó ra, tiếng động đã thu hút sự chú ý của cô hiệu trưởng đang đến gần đây. Raven lập tức chạy ra ngoài rồi lẽn về phòng như không có gì xảy ra, phía trong mật đạo có một người bí ẩn thừa cơ hội điều chỉnh ký tự sau đó quay cái tay cầm rồi bỏ đi nhìn thấy có mật đạo trong nhà cô hiệu trưởng ngỡ ngàng tò mò cô đi vào bên trong sau đó nhìn xuống chiếc hộp sau khi quỷ hề giết chết bà hiệu trưởng kẻ bí ẩn lập tức mang chiếc hộp đi nơi khác một lát sau raven mới quay lại thì chỉ thấy vết máu và những ngón tay của cô hiệu trưởng Nghi ngờ có người đã phòng tay trên của mình nên vần vô cùng tức giận, bởi vì hôm trước kẻ nào đó đã lẽn vào phòng cô đọc quyển sách và biết được quyền năng của chiếc hộp, chắc chắn là một trong số các người đã làm chuyện này. Thế nhưng người nào cũng ngơ ngác không một ai chịu thừa nhận cả. vần bèn vào phòng của họ lục lọi nhưng cũng không tìm thấy chiếc hộp. Anh điên thì thắc mắc tại sao không thấy mẹ mình đâu cả. Mọi chuyện xảy ra hôm nay thật là bối rối, Victory liền xuống tầng hầm lén lút hút điếu thuốc để thư giãn. Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng nhạc, thì ra là chiếc hộp mà Vần nói đang ở đây ký tự trên đó hợp thành chữ Rose. Một lúc sau Willow vô tình phát hiện cửa tầng hầm đang mở, tò mò cô đi xuống bên dưới thì gặp phải quỷ hề. Nghe thấy tiếng la Raven lập tức chạy vào, không ngờ rằng Willow vẫn còn sống, cả hai nhanh chân thoát ra ngoài đóng cửa lại. Cũng may là quỷ hề chỉ tấn công những con mồi lúc họ đơn độc mà thôi, Giờ thì Raven mới biết có kẻ đã mở chiếc hộp để ác quỷ thỏa mãn một điều ước là Rose. Vậy là chắc chắn cô hiệu trưởng và Victory đã bị quỷ hề lấy mạng. Nó sẽ tiếp tục giết bốn người nữa để hoàn thành điều ước. Chuyện này làm cho ai cũng hoang mang sợ hãi mong muốn rời khỏi đây. Thế nhưng họ lại không biết chìa khóa mở cổng chính đang ở đâu. Muốn gọi điện cho 113 cũng không có sóng. Qua bí bách Erin quyết định một mình ra bên ngoài tìm cách thoát khỏi đây. Cô muốn kéo cần gạt xuống nhưng không được. Cảm ứng được con mồi quỷ hề từ từ đi tới. Erin lập tức ẩn nấp sau cánh cửa. <laughs> Tiếng la thảm thiết của cô gái vang vọng khắp cả tòa nhà. Vậy là quỷ hề đã lấy được ba mạng người, chuyện đến nước này trốn chạy cũng không phải là cách. Chia ra thì sẽ chết, thế là Raven lập tức chuẩn bị vũ khí, cả nhóm sẽ cùng nhau hợp sức truy lùng tiêu diệt gã ác quỷ. Vừa bước xuống tầng hầm thì Olivia lại chơi ác đóng cửa lại rồi khóa chốt, bởi vì quỷ hề chỉ cần giết ba người nữa mà thôi. Như vậy thì Draven và Kara cùng Willow vừa hay đúng ba mạng, ai ngờ gã quỷ hề lại xuất hiện ở bên ngoài, nhanh nhẹn cả hai trốn vào phòng này ẩn nấp. Thế nhưng đinh không may chúng phải đòn chí mạng của quỷ hề, cô gái nhanh chân liền bỏ chạy. Vừa hay Draven cũng đã phá được cánh cửa, sau chuyện gài bẫy khi nãy thì mọi người khẳng định kẻ mở chiếc hộp để thỏa mãn điều ước Rose chính là Olivia. Thế nhưng cô ta lại không thừa nhận, cái tên Rose hoàn toàn không có ý nghĩa gì với cô ta, bất ngờ gã quỷ hề xuất hiện ai ngờ hắn bị ánh trăng máu theo đốt làm cơ thể bị thương nên liền bỏ chạy chui vào trong hộp thế là dây lập tức lấy một chiếc kính thiên văng mini hấp thụ ánh trăng máu tiếp theo đó phản xạ đến chiếc kính của Kara đây sẽ là ánh sáng khắc chế gã ác quỷ nhân lúc không ai chú ý Olivia thừa cơ hội đọc hướng dẫn trong quyển sách rồi tìm đến chiếc hộp cô ta mong muốn đi quay trở lại thế nhưng quỷ hề đang xử lý điều ước Rose nên không thể tiếp nhận mong muốn khác hắn ta cũng trả lại đi nhưng mà là một thay ma Hoảng sợ Olivia chạy ra ngoài dùng miếng kính phản chiếu ánh trăng máu tư diệt tên thay ma. Thừa lúc Willow đơn độc chỉ có một mình, quỷ hề lập tức đi tới chọc thủng bụng cô gái. Tiếp theo đó hắn xông ra ngoài tát vào mặt Cara chết ngay tại chỗ. Hoàng sợ Olivia chạy ra nhà kho thì bất ngờ bị ai đó đánh ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại thì đã bị xiềng xích. Hóa ra người đánh cô ngất xỉu chính là Erin. Ngày hôm đó quỷ hề đã chém trượt nên cô gái may mắn đã thoát chết. Tính đến bây giờ thì quỷ hề đã lấy được năm mạng. Thứ nhất là cô hiệu trưởng, tiếp theo là Victory, kế đến là Dean, sau đó là Willow. Thứ năm là Kara, nếu như gã quỷ hề giết cô thì sẽ đủ 6 mạng, như vậy tôi và Javen sẽ được an toàn thoát khỏi đây. Nói xong Erin lập tức chạy đi ẩn nấp để cho quỷ hề hoàn thành điều ước Rose. Ai ngờ sau khi lấy mạng Olivia thì vòng tròn lại chuyển sang con số 5. Tại sao vẫn còn thiếu một người thế nhỉ? Đang lúc Erin thắc mắc thì quỷ hề xuất hiện tiễn cô gái lên đường. Vòng tròn lúc này mới chuyển sang con số 6. Javen chạy xuống đây thì đã muộn. Bất ngờ cô bị một người chọc con dao sau lưng. Hóa ra là Kara vẫn chưa chết. Cô ta chính là người lẽn vào phòng Javen đọc trộm quyển sách. Sau khi biết quyền năng của chiếc hộp, cô ta liền điều chỉnh ký tự giải phóng quỷ hề đi thực hiện điều ước Rose. Mục đích Kara là muốn hồi sinh cô em gái đã chết của mình có cái tên là Rose. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn tạm biệt